Hello các bạn, hiện tại mình đang ở xã gì quên mất rồi. Xã Tiên Bình Tây. Xã Tiên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng. Sau mười mấy năm trở lại. Kênh đầu sáu. Đây là kênh đầu sáu các bạn, cho các bạn xem. Mà không thấy đầu cái sáu. Là tèo tèo body sáu muối. Tèo siêu phốt. Chạy vô con. Được rồi, về được rồi. Dạ, dạ. Cô lên giường hả? Bảo mộng như này có gió không tự? Trên thành phố đến lội nước không vậy? Chở ông ngoại mày về để hả? Về trời, bỏ vậy về để. Đây là 4 ly nước mía. Em thấy gái gì hả Tèo? What? Đây, là xong gì? Gọi là xong gì nè? Xong dầm cỏ. Xong dầm cỏ tay. Tao đi mua cá. Cô Tư à? Kêu tao nè. Mà cô Tư trả ra, bác Tư. Chú Sáu hả? Trời. Mười mấy năm rồi mới về đây trời. Còn hai chục năm á chứ mười mấy năm gì. Lần nào đâu? What? Dạ, con. Kênh YouTuber là bá sợ mít bốc đó. 20 năm rồi mới về đây á trời. Đó gì nhỏ xíu à. Dạ. Đó ở đây còn ở chuồng tắm mưa mà. Sao chờ sao chờ. Lục Bình nè. Mua cá nữa chưa? Lên bờ. Rồi trời ơi mới về tới mà đạp. Lâu quá mới thấy cái đạp. What? Đang ở What the fuck? Xã Tân Lập hả? Xã Tiên Bình Tây. Xã Tiên Bình Tây luôn. Qua. Wow. Mới hả? Anh dạ. Chào anh. Đây cây khổ qua các bạn. Mới về tới đường mệt chứ uống có nổi mới sợ. Bốc. Bốc. Cấp Sài Gòn. Uống xỉu luôn. Còn tới bây giờ. Lâu quá trời mới thấy hôm sau. Dạ. Hello các bạn. Đây Tèo. Tèo xì phố bơi xuồng. Chuẩn bị đi cắt tóc. Đó con bay thợ. Hai thợ, cái thợ chỗ nhà này thằng em này cái á. Con nào gãy tay. Về đây rất là mát mẻ các bạn. Con nào gãy tay không? Có. Tao vô tôi gãy tay. Có gái không? Gái gãy tay không đã, đụng nó cào nêu nó cào kia đưa rồi vô. Gái hả? Có không? Tóc không có gái kỳ vậy. Cắt tóc Sài Gòn chịu cắt. Tèo ấy đi cắt tóc cả mặt luôn hả? Cắt xe vừa ấy Sài Gòn về đưa cái bill quá. Mấy trăm chứ mấy hả? 350 chứ mấy hả? Tèo xanh mặt liền. Đây là gãy gấu vàng. Gãy gấu à, đúng rồi. Gấu vàng. Chính rồi đó. Bạn không được, gấu này không được. Thôi lên bờ. À, cái chàm các bạn. Bạn xem. Xưa thời Quy Hoàng vẽ lá chàm chủ đích. What? Đẹp phải. Chỉ cần lá chàm thôi. Cắt tóc khoảng mấy cây Tèo? Còn quê Vĩnh Hưng. Thời tuổi thơ dữ dội. Sau hơn 20 năm đã trở về. Rồi vô nhà đi. Con trà này thơm lắm nè, núc nó ngọt ngọt mùi mật nữa. Mà giấy các bạn. Trong nách dài tới chim. Nghe gai phái lắm chị bông ra hả? Okay. Lục ngang ngỡ hài vậy đó. Anh em tụi mình đang với Tèo xì phố. Dẫn đi massage.
hôm nay mình đi trốn nha các bạn. Trốn gì đấy? Cầm tờ tiền rách đi bỏ ra được. Hai xị. Đèn gốc lại, có sẵn rồi. Đố các bạn này làm gì? Này chưa đích. Ảo chô á sao chô. Này các bạn. Khung cảnh rất là yên tĩnh các bạn. Không có lắc lư. Hên là có vỏ không hơi té rồi. Ngồi lắc á. Rắn. Rắn. Nè con nằm nè, kìa chạy vô chân tiếng rồi đó. Ăn gì đi ghê lắm mọi ơi, ngồi đi. Kìa theo. Trời ơi, đắng à. Đó không nữa. Nhiều con. Hồi đó tuổi thơ dữ dội, nắng đất sét đi bắn chim. Nắng đất sét làm trâu nữa. Chụm gần củi nè. Xưa trường chụm ăn mấy củi nè. Lục bình các bạn. Cái gọi là cây mắt mèo à. Tèo đó rồi, tèo. Trăng rất là đẹp các bạn ơi. Trăng rất là đẹp nè, đó, đó, đây, wow. Ơi, cầm bịch cá không quay được. Ở dưới quê á. Đây cá đồng nè các bạn, cá đồng nè. Xa xa là cái gì không? Các bạn thấy xem. Đây phía xa của mình là cái nó là lịch sử, là cái cầu. Hôm nay một câu gọi là cái chỗ đi ỉa. Các bạn thấy không? Đây. Rất là mát luôn các bạn. Có gái đi ngang là không chăm chút anh.